Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Các bạn hãy like, share và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để ủng hộ chúng tôi trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn đọc hiểu cái đồ gá trong cái quyển sách sổ tay Atlas đồ gá của thầy Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Địch, nhà xuất bản khoa học kỹ thuật. Đây quyển này nè các bạn. Cái tài liệu quyển này á, quyển sách này á, thì nằm ở dưới cái phần mô tả nha. Tôi sẽ để cái đường link cho các bạn download về và xem nha các bạn. Đó, thì đồ gá hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn đọc hiểu nằm ở cái trang là 102 nha các bạn. Đây, ở cái mục là 13.25, đồ gá trụ trược thanh răng khoan và da lỗ đầu nhỏ của càng. Đây các bạn, đồ gá này đây. Thì đối với cái bản vẽ lắp đồ gá này á, nó chỉ có một cái hình chiếu thôi, hình chiếu đứng này thôi. Cho nên là có nhiều bạn ha, rất là khó tưởng tượng ha, rất là khó hình dung được cái đồ gá này. Thì hôm nay tôi sẽ giúp các bạn ha, đọc hiểu sơ bộ về cái đồ gá này nha. Đầu tiên là các bạn là mình phân tích về cái kết cấu chung nè. Thì đồ gá này, cái thân đồ gá này các bạn, đây cái đế dưới nè, đó cái phần đế dưới nè các bạn ha. Đó. Rồi ở đây nó có hai cái trụ ha, hai cái trụ số 6 nè và số 7 này nè, hai cái trụ lồi lên ha. Thì hai cái trụ này ta gọi là hai cái trụ răng nha các bạn. Thì tí nữa tôi sẽ phân tích hai cái trụ răng là như thế nào. Thì trên hai cái trụ răng này người ta sẽ bắt một cái giá để bắt cái bạc dẫn hướng nè các bạn. Rồi cái chi tiết của mình, đây chi tiết của mình là cái thằng số 4 nè các bạn nha. Đây cái biên dạng chi tiết mình nè, từ đây nè hoành qua đây, hoành lên đây đó, hoành qua đây đó. Ở đây nó là một cái chi tiết càng nha các bạn ha, một cái càng. À, cái càng được lắp lên trên cái được lắp vào cái lỗ của cái càng nè, được lắp vào cái chốt ha, trụ ngắn số 3 nè. Thì à, và để ở trên cái bề mặt của hai cái phím tì, đó là phím tì số 1 này và phím tì số 2 nè các bạn thấy không, để lên đây. Thì tí nữa tôi sẽ phân tích cái bậc định vị bao nhiêu bậc định vị sao. Bây giờ tôi giới thiệu sơ lược tổng thể cái kết cấu đồ gá này. Tiếp theo bên cái phía bên tay phải các bạn, nó có cái số 8 này, chính là cái tay cầm ha, để mình thực hiện là quay ha, quay để cho cái thằng toàn bộ cái bộ phận trên đây nè các bạn nha, toàn bộ cái kết cấu trên đây này nè, nó sẽ có thể đi lên đi xuống được ha, đi lên đi xuống được nhờ cái tay quay số 8 này nè đó. Thì bây giờ tôi sẽ phân tích cái cấu tạo của cái bộ phận trục răng này giúp nó có thể đi lên đi xuống như thế nào. Thì cái cấu tạo này thường các bạn hay gặp đối với những bạn nào mà có tháo lắp máy rồi á, đặc biệt là máy khoan nha. Đây ví dụ những cái kiểu máy này nè các bạn, đây kiểu máy khoan này nè đó. Thì để cho cái trục chính máy khoan nè đi xuống được á, thì ở trong đây người ta có một cái ống ha, ống trụ như thế này, ống trụ, và trên ống trụ này có răng, trên ống trụ này có răng, và cái tay quay này nè, ở trong đây nó có cái bánh răng. Khi mình quay cái tay quay này, cái bánh răng trong đây nó sẽ ăn khớp với cái trục răng này, và cái trục răng này là như này đây đó các bạn, có cái bánh răng bên đây nè đó, thấy không, bánh răng ăn khớp này. Khi mình quay cái tay quay chính là quay cái bánh răng đó, thì cái bánh răng này nó làm cho cái trục răng này nè đi lên đi xuống được, sẽ đưa cái mũi khoan của mình đi xuống hoặc đi lên để khoan đó. Thì những cái kiểu này đây nè các bạn, đây cái trục răng nè đó. Đó, cái trục này chính là cái trục chính của cái máy khoan mình nè, gắn cái mũi khoan nè. Rồi cái tay quay này các bạn, ở trong này nó có cái bánh răng nè, bánh răng này ăn khớp với trục răng nè đó. Khi mình quay tay quay này thì nó sẽ đưa lên đưa xuống. Thì dựa vào cái cơ cấu này ha, dựa vào cái cơ cấu này mà người ta ứng dụng để làm cái thằng này. Khi tay quay số 8 này nè quay ha, chính là cái bánh răng nó quay đó, thì nó ăn khớp với cái số 6 này, và cái số 7 này chính là cái trục răng nha. Nếu các bạn chưa hiểu thì chưa hiểu rõ thì tôi sẽ có thể vẽ sơ hình để các bạn xem nè. Đây cái trục răng nè nha, trục răng. Đây tôi diễn nguyên lý thôi nha các bạn, nó hơi xấu cho nên các bạn thông cảm nha. Đây là cái các cái răng này các bạn, thấy chưa?
các cái răng. Rồi ở đây nó sẽ có một cái bánh răng các bạn, ăn khớp vô đây. Đó, cái bánh răng này nè. Thì khi cái bánh răng này quay, đó, quay xuống như này, quay chiều như này, thì nó sẽ kéo con này đi xuống. Thì toàn bộ cái thằng này đi xuống á, ở bên đây nè các bạn nè, nó sẽ có đó cái giá đây nè. Không, cái giá của con này nè, đây nè. Đó, đi xuống thì nó đè chi tiết này xuống. Tí nữa tôi sẽ phân tích nó đè và nó kẹp chặt như thế nào nha. Đại khái là mình hiểu là khi mà mình quay cái tay quay này thì cái trục răng này nó sẽ đi lên hoặc đi xuống. Còn nếu như các bạn không hiểu nữa thì các bạn có thể tham khảo ở cái dạng đó, nó giống đây là ở cái mục 13.37 nè các bạn, ở trang 14 nè, thì cái kết cấu nó na ná như thằng này nha các bạn. Đây cái trục răng của mình nè, thấy chưa? Ở đây cái tay quay nè, cái quay bên hồi nãy là số 8 rồi nè. Thì khi mình quay này thì cái trục răng này, cái bánh răng này nó quay nè, nó quay thì nó ăn khớp vô cái trục răng này nè. Thì cái trục răng này chính là này nè, nó có thể đi lên đi xuống nha. Đó, thì nó đè toàn bộ cái thằng này đè xuống nha. Cái clip này tôi có phân tích nha. Cái hình này tôi có phân tích ở một cái clip ha. Tôi cũng sẽ để cái đường dẫn của cái clip này ở dưới cái phần mô tả luôn, nếu các bạn muốn tham khảo thêm để hiểu rõ cái cơ cấu này thì các bạn có thể xem cái bấm vào cái đường dẫn để xem cái clip này nha. Bây giờ mình trở lại cái clip chính thức của chúng ta hôm nay. Đó là cái này nha. Thì tôi sẽ undo lại, tôi xóa này đi. Rồi, vậy là các bạn hiểu là khi mình quay tay quay số 8 này nè, thì cái toàn bộ cái hệ thống này nó sẽ đi lên hoặc đi xuống ha, thì kẹp chặt chi tiết. Còn cái việc kẹp chặt như thế nào thì tôi phân tích tiếp cho các bạn xem nè. Đây, ở cái chi tiết số 5 này nè các bạn, chi tiết số 5 này nó giống như là một cái dạng khối V đó. Khi toàn bộ cái hệ thống này ha đi lên đi xuống nè. Đó, toàn bộ cái hệ thống này đi xuống chẳng hạn, mình quay tay quay số 8, toàn bộ hệ thống cả hai bên nha các bạn đi xuống á, thì cái thằng số 5 này nó giống như khối V, nó sẽ đè lên cái đầu càng này nè. Đây tôi có thể vẽ các bạn đứng bên đây nhìn qua nha. Đó, nhiều bạn sẽ không hình dung được chỗ này cho nên tôi giúp các bạn hình dung dễ thôi. Đây ví dụ đứng đây nhìn qua á, thì cái càng của mình nè, cái càng của mình nó hơi bầu bầu chỗ này, cái đầu càng nè. Đây các bạn, nó bầu bầu chỗ này thấy không? Đó, nó bầu bầu nè. Đó. Đây, dễ bầu bầu vậy đi. À, xích xuống tí. Đây, giống qua nè. Đó. Này, mặt trên ngang nè các bạn. Thấy chưa? Mặt dưới ngang nè. Mặt dưới ngang nè. Đó, bầu bầu nè. Rồi, cái số 5 này nè các bạn nha. Nó đóng vai trò gần gần giống như khối V này. Thấy chưa? Đó, gần gần giống như khối V vậy nè. Đó. Nhiều bạn không hiểu cái hình chỗ này. Đóng vai trò gần gần giống như khối V vậy. Ở phía trên này thì nó dính vô cái thằng ở phía trên này nha. Đó, ví dụ vậy đi. Đó. Gần gần dạng như vậy nha các bạn. Đó. Đây là mặt cắt nè. Đây là mặt cắt này các bạn. Vậy là gì, khi mà nó đi xuống nó đè nè, đó thì nó sẽ đè xuống giữ ha, chi tiết nha. Ở đây nó chỉ có hai vấu thôi nha các bạn. Đây đầu chụp hai vấu số 5 nè. Nếu các bạn đứng trên nhìn xuống á, đứng trên nhìn xuống nè, hình chiếu bằng nha các bạn. Đứng này đây thì cái chi tiết mình nó tròn vậy nè. Đây, các bạn cố gắng theo dõi thì tôi vẽ hơi xấu nha các bạn, tại vì cái con chuột vẽ trên đây nó hơi đó, cái càng mình nè, thì cái này mình giống xuống nè, đó nó giống như khối V nó đó, dạng vậy nè, nó bấu bên đây một cái, bên đây nó cũng bấu vậy nè, các bạn thấy không? Đây tôi đang vẽ nguyên lý nha các bạn, có nhiều bạn nói vẽ xấu xấu quá. Rồi nó đè xuống nha các bạn, đè xuống. Đó, kiểu kiểu vậy nha. Rồi bây giờ tôi sẽ undo lại để tôi phân tích là định vị kẹp chặt nha các bạn. Đây bây giờ
Bây giờ tôi chuyển qua phân tích định vị nè. Thì để tôi phân tích cái định vị kỹ cho các bạn thì tôi đặt cái hệ trục tọa độ như này. Ví dụ tôi cho trục này là trục Z nè. Trục này OZ nha các bạn, trục Z nè. Nha. Rồi, trục hướng qua bên phải là trục X nè. Nha. Và trục hướng ra ngoài là trục Y nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ phân tích định vị nha. Đầu tiên cái mặt phẳng dưới nè, mặt phẳng dưới của chi tiết mình nè. Đó, hoặc là mặt phẳng của cái thằng phím tì số 1 và số 2 nè, đó, mặt này nè các bạn. Đó, nó sẽ giúp cho mình định vị ba bậc tự do, ba bậc. Tại vì mặt phẳng mà các bạn. Mặt phẳng là giúp ba bậc nè, cụ thể ba bậc gì nè. Thứ nhất là nó giúp cho mình khống chế chi tiết không cho tịnh tiến theo trục OZ các bạn nha. Tịnh tiến theo OZ bị khống chế nè. Đây à. Đó, bị khống chế nè các bạn. Rồi các bạn nỗ lực nha, xem nha. Thứ hai đó là quay quanh OX, quay quanh OX các bạn. Ui, ui. Quay quanh OX. Đây, quay quanh OX. Quay quanh OX nè, bị khống chế nè, bạn không cho quay quanh OX được. Rồi và quay quanh OI. Đó, bị khống chế quay quanh OI. Đây nha. Rồi, đó là cái mặt phẳng phím tì nè. Tiếp theo cái chốt này các bạn, cái chốt này nha. Cái chốt này nè. Đó, rồi tôi kéo xuống đây đi. Đó, cái chốt chỗ này nè, chốt này là chốt chuỗi ngắn ha, khống chế hai bậc tự do. Hai bậc tự do. Cụ thể đó là bậc gì? Thứ nhất đó là tịnh tiến theo OX. Không cho cái chi tiết khi mà mình xỏ cái càng mình vô trong cái lỗ của cái càng này, vô trong cái trục này nè. Đó, trục chuỗi ngắn này nè. Thì nó sẽ không cho cái càng mình di chuyển qua bên phải, tức là di chuyển theo trục OX đó các bạn, hay gọi là tịnh tiến theo OX. Tịnh tiến theo OX bị khống chế nè. Bị khống chế nè đó, nên các bạn đánh dấu X này nè. Rồi và tịnh tiến theo OI. Có nghĩa là di chuyển theo hướng là đi ra đi vào đó. Bị khống chế nè các bạn. Tiến theo OI bị khống chế. Đó. Rồi. Nếu như vậy không á, thì chi tiết mình cái bề mặt dưới và cái trụ này định vị năm bậc tự do, còn một bậc nó có thể quay quanh trục Z nè, nó xoay vòng vòng cái chốt này nè. Đó thì khi mà cái toàn bộ cái phần này nè, đó mình vừa phân tích hồi nãy đó, nó đi xuống kết hợp giữa cái khối giống như khối V di động số 5 này nè, đó cái khối V di động số 5 này nó sẽ giúp cho chi tiết mình ha tự định tâm, tự định tâm và chống quay quanh trục Z nha các bạn. Ví dụ như khi mình bỏ chi tiết mình nó hơi lệch á, thì nhờ cái khối V, khi toàn bộ cái hệ thống này để đi xuống, cái khối V này nó đè xuống thì nó kéo cái chi tiết mình rịch đúng cái tâm ha. Tại vì cái khối V này nè, đó tâm của cái lỗ này nè, đó và tâm khối V mình nó trùng với nhau, và mong muốn là tâm của cái chi tiết cái đầu này nè nó trùng với tâm của khối V luôn, cho nên khi mình đè này xuống thì nhờ cái cạnh nghiêng, nhờ cái mép nghiêng của khối V mà nó giúp cho cái chi tiết của mình á được định vị về đúng vị trí nha. Vậy là thằng này nó sẽ khống chế một bậc tự do. Đó. Cụ thể đó là quay quanh OZ nha các bạn. Nó quay quanh OZ. Đó. Như vậy là kết hợp giữa ba cái, đó là mặt phẳng dưới nè, mặt phẳng phím tì 1 và 2 nè. Chốt chuỗi ngắn và khối V. Khối V này được xem như là khối V di động đó. Thì nó sẽ khống chế được tổng cộng là 6 bậc tự do nha các bạn. Chi tiết mình hoàn toàn được xác định vị trí, gọi là chi tiết mình được định vị trong không gian. Sau đó mình sẽ khoan xuống, sau đó mình sẽ khoan xuống đây mũi khoan và mũi doa đây các bạn. Rồi đó là cái định vị trong cái đồ gá này, thì cái việc định vị và kẹp chặt nó xảy ra cùng một lúc đối với khối V này các bạn. Thì khi khối V này nó đi xuống, khi khối V này đi xuống nhờ tay quay số 8 này quay thì nó sẽ kéo cái trục răng số 6 và số 7 này đi xuống, thì toàn bộ cái hệ thống này nó gắn trên hai cái trục răng số 6 số 7 này đi xuống. Thì lúc đó là gì, vừa định vị vừa kẹp chặt cùng một lúc nha các bạn. Đi xuống thì nó định vị, nó kéo chi tiết mình, đồng thời nó kẹp chặt luôn, và lúc đó mình khoan xuống. Cái cơ cấu này nó khá đặc biệt nha các bạn, nó cũng khá hay đó. Rồi
tôi sẽ undo lại, để tôi cái hình đỡ rườm rà và tôi phân tích tiếp. Ở đây các bạn nhìn nè, ở phím tì số 2 này nha, đó, là nó có cái lỗ này, để khi mình khoan xuống nó lừa là cái lỗ thoát con dao nè, thoát mũi khoan nè, khi khoan xuống nó không có chạm cái thân mình nè. Các bạn thấy không, ở đây người ta sẽ làm một cái cung cong nè, cái lỗ cong nè, để khi cho cái mũi khoan mình nó thoát xuống, đồng thời là cái phôi á, cái phôi nó rớt ra thì nó rớt đây xuống đây đó, và người, nó rớt xuống phía ngoài này, nó theo phương này nó xuống đây, theo phương này nó xuống đây đó, thì người ta cào ra rất là dễ. Tiếp theo đó là cái hình này, cái bản vẽ này người ta chỉ vẽ một hình chiếu đứng như thế này thôi, cho nên nó mình chưa thấy rõ ràng cái việc mà ví dụ cái phím tì số 1 này nè bắt lên trên cái thân đầu gá này nè, đó, cái số 1 này bắt lên thân đầu gá này như thế nào, bằng vít hay bằng gì đó, bởi vì người ta chưa thể hiện nè, không. Và cái thằng số 2 này cũng vậy các bạn, phím tì số 2 này bắt lên thân đầu gá mình cũng chưa biết nè. Đó thì các bạn nếu mà có thiết kế cái này thì các bạn nên vẽ thêm hình chiếu bằng hoặc hình chiếu cạnh để thể hiện đầy đủ rõ ràng hơn cái kết cấu của đồ ra. Và ở đây cái phần do có một hình chiếu cho nên cái phần mà như ban đầu tôi nói là cái kết cấu giữa cái thằng số 6, số 7 này với lại cái thằng trục răng số 8 này nè, đó thì nó cũng hơi gây khó hiểu cho một số bạn nếu mà không có kinh nghiệm ha. Thì các bạn phải tiếp xúc với máy móc nhiều thì các bạn mới hình dung được ha. Thì nên vẽ thêm hình chiếu chiếu cạnh nữa ha, để giúp cho cái đồ gá này nó rõ ràng hơn. Đó, như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn đọc hiểu sơ bộ cái bản vẽ lắp này. Nếu các bạn thấy cái clip của tôi thực sự ích cho các bạn thì xin các bạn hãy cho tôi một like. Các bạn nhớ subscribe và share cái kênh của tôi để đón nhận các cái clip kế tiếp. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các cái clip sau.